chúng ta sẽ đây nó sẽ bò ra ngoài đây. Cũng đã đón anh em một cái nắng, cái gió rất là đặc trưng, rất là nắng nóng luôn. Nhưng mà không sao, hy vọng mình sẽ khám phá những cái điều hay ho hơn cái nắng cái gió này, bởi vì Côn Đảo rất là đáng để khám phá luôn. Ở đây xoài nhiều rồi, xoài Côn Đảo. Và bây giờ thì anh em đã rời sân bay để lên xe điện chạy bằng xăng các bạn. Đây là một xe điện, các bạn thấy giống xe điện không, nhưng mà chạy bằng xăng á. Và các bạn biết không, đang trên đường đi từ sân bay về thì mọi người đều phải dừng xe lại ở đây, bởi vì là quá ghi là khung cảnh quá đẹp, quá kinh ngạc trước một cái cảnh đẹp của Côn Đảo. Và mọi người đã đang đi bộ xuống gọi là cái mũi chim. hai lần chim rồi. Và ở đây thì là có một con đường rất là đẹp, con đường mòn rất là đẹp để đi ra ngoài kia ngắm biển. Và phải nói thật, lúc này đây thì không còn từ gì đó được nữa, bởi vì sao, biển trời xanh ngắt. Biển xanh ngọc xanh ngắt luôn, rất đẹp, và cây cỏ đây cũng rất là xanh. Phải nói là lần trước đi Côn Đảo thì cho biết chưa có kịp đi thăm những cái nơi, những cái bãi riêng như vậy, cực kỳ tuyệt vời các bạn. Các bạn nhớ nha, bãi chim rất là trên đẹp, đường từ trên đường từ sân bay về thị trấn. Bây giờ thì Travis sẽ cho các bạn thấy nó đẹp như thế nào. Và đó, đây là một cái sự bất ngờ rất là thú vị các bạn, bởi vì là trước khi mà đi Côn Đảo thì anh em cả năm anh em không có dự kiến là sẽ đi đâu, lịch trình như thế nào hết trơn á, tại vì là anh em cũng rất là bận và cũng liên tục và cũng rất là lười, cũng không có thời gian tìm hiểu. Nhưng mà đây, tất cả những cái gì bất ngờ đã xảy ra thì nó đều là một đem lại một cái sự thú vị. Và trên đường về thì là Côn Đảo đã dành tặng cho anh em một cái sự bất ngờ khi mà tài xế tình cờ dừng ở đây để mọi người có thể là chiêm ngưỡng một cái cảnh đẹp như này. Một cái mũi rất là nhỏ thôi, không phải là một cái nơi quá lớn, nhưng mà các bạn thấy á, quá tuyệt vời, không có gì để nói. Côn Đảo quá sức đẹp luôn các bạn, xứng đáng là một cái nơi mà để chúng ta khám phá và nghỉ dưỡng và đi tham quan như thế này. Bây giờ là mấy giờ ta? 5 giờ 39 phút sáng ở Côn Đảo, và trời đã rất là sáng rồi các bạn. Đúng là những ngày hè trời sáng rất là nhanh. Và bây giờ thì anh em đang đi bộ ra cầu tàu, ra cầu tàu để mà đi ra hòn Bảy Cạnh. Và tại đây thì mọi người sẽ tham gia, không phải tham gia mà sẽ được chứng kiến cái
một trong những cái quá trình mà rùa đẻ trứng, đó là rùa đã được nở ra rồi và chúng ta sẽ được chứng kiến cái quá trình mà thả rùa về biển, con cá rùa về biển và chúng ta sẽ ngắm cảnh buổi sáng luôn. Và đây là một cái buổi sáng rất là tuyệt vời khi mọi người có thể vừa đi bộ ngắm cảnh vừa có thể là tập thể dục luôn. Và hiện giờ thì anh em đã tới khu vực cầu tàu để đi ra cano và chúng ta sẽ leo qua cái bờ kè này để bước xuống bờ cát và đi leo lên cano luôn. Đi lên trực tiếp luôn chứ không có ra cầu tàu. Bây giờ thì chúng ta cùng đi thôi. Hôm rất là mát, mặc dù là trời mới sáng hơi oi tí và báo hiệu hôm nay sẽ ngày nắng rất là gắt. Nắng này là kiểu này là lát nữa là gắt đúng không? Nhưng mà máy này trời đẹp đúng không? Rồi bây giờ lên cano nha các bạn. Các thanh niên kia vẫn đang tranh thủ quay dọn vlog vẫn chưa lên. Khu rừng ngập mặn này thì khi mà động cơ mà chạy bằng xăng không chạy được nữa thì sẽ có động cơ chạy bằng cơm. Bây giờ thì mọi người đi ra chỗ cái hồ mà nơi mà họ ấp trứng rùa. Lần đầu tiên nhìn thấy con rùa biển. Có nhiều chú rùa đã được nở trong hồ ấp và bây giờ thì các chú rùa con này sẽ được thả ra biển để về với thiên nhiên. Ở đây là một bãi biển rất đẹp ở trên hòn Bảy Cạnh và đây cũng sẽ là nơi để những chú rùa con vừa mới nở trứng xong sẽ về với biển và bắt đầu cuộc đời của mình.
bây giờ thì mọi người sẽ trở lại ra cano để ra kia tắm biển và lặn. Và lúc nãy mà khi mà vừa mới cập vào trong bờ thì mọi người ở trên tàu nhìn xuống thì thấy là nước ở đây rất là trong các bạn. Thì là cách đây vài năm thì Travis cũng mới đi lặn rồi, mà lúc đó thì là vào buổi chiều cho nên là nó cũng không có được, nước nó không có được đẹp như bây giờ. Thì hôm nay mình sẽ xuống xem mà nước có trong, có đủ thể san hô nha. Ở đây thì rất là trong lành các bạn. Đấy. Đây, rừng Gập Mặt, Hòn Bảy Cạnh là một trong những khu rừng nguyên sinh còn lại của Việt Nam. Chúng ta đang đi giữa một cái khu vực mà thiên nhiên được bảo tồn và cũng rất là trong lành. Ở đây không hề có một cọng rác nào luôn. Nước thì mát, trong. Và các bạn có thể thấy là nắng chiếu vào cái rừng cây đưng ở đây rất là đẹp. Quá tuyệt vời các bạn ơi. Nắng đã lên rồi cho các bạn có thể thấy là những cái bóng nước nó hắt lên những cái cây đưng ở đây. Làm kiểu vươn vai hít thở đồ này nọ cho nó hoành tráng. Bây giờ thì anh em sẽ snorkeling để ngắm san hô. Đấy. Và chúng ta đang thấy Hoàng Nam đang tự challenge. Hoàng Nam đang tự thử thách mình là snorkeling mà ngắm san hô ở Hòn Bảy Cạnh. Máy chạy được đúng không? Rồi. Yeah. Nào giữ vững máy nhá. Từ từ đã, anh lui đã. Cấn cái ấy rồi, ok. Rồi, nhảy đi. Còn bây giờ, các bạn hãy cùng Travis và Tỏ Hoàng ra bãi đầm trầu để ngắm máy bay hạ cánh nhé.
Hi, xin chào các bạn, anh em đang có mặt tại bãi Đầm Trầu ở Côn Đảo. Và đây là một cái bãi biển rất là đặc biệt. Tại vì sao? Tại vì đây chính là đầu đường băng của sân bay Cỏ Ống Côn Đảo. Và tại chỗ này thì những anh em yêu máy bay rất là thích, bởi vì có thể ngắm nhìn và chụp chiếc máy bay hạ cánh ở khoảng cách rất là gần mà có bãi biển nữa mà các bạn ơi. Và ở cái bãi biển này thì là không có, sân bay này không có quá nhiều các chuyến bay hoạt động, mỗi ngày thì có vài chuyến thôi. Và các chuyến cách nhau cũng khoảng 1 tiếng đồng hồ đúng không? Nên là anh em phải canh lịch rất là gắt gao và chạy lên đây. Tại vì ở khách sạn trong thành phố tận 12-14 cây. Nói chung sáng nay cũng phải dậy khá sớm để đi quay, hôm qua bị hụt là cũng hơi tiếc rồi. Và bây giờ anh em sẽ vào ăn sáng và tiếp tục chờ chuyến tiếp theo cũng còn khoảng 1 tiếng rưỡi nữa. Rồi và bây giờ anh em sau khi ăn sáng ở ngoài lộ xong thì đi vô đây lại. Và còn khoảng 15 phút nữa thì máy bay sẽ hạ cánh. Đó, Hoàng đang ngồi chầu. Tại vì cái góc này khá là nắng nên mình phải mang theo dù nữa. Phải ra cái góc mát này ngồi chờ máy bay các bạn ơi. Tại sân bay thì cái mật độ máy bay khá là thấp. Nên là thôi anh em đành phải ngồi chầu trực chờ thôi. Đây có mang cả cái ô đây. Đi chụp máy bay rất là đầu tư. Cháu ơi, đua không cháu? Cháu ơi, đua không? Chú là ai? Cháu không biết, chú đi ra đi. Cháu ơi, đua không? Mua chỗ đường hồ mấy cái hàng bên này. Chỗ hôm qua anh Nam mua hạt vàng là 70.000. Đây này, chỗ đường hồ hạt é mũi trồn kiểu sọ đúng không? Đâu đâu? Đây bên này nè. Hai anh em bây giờ đang dừng chân ở chợ Côn Đảo để mua chút đặc sản. Và ở đây thì có một đặc sản rất thú vị, đó là hạt bàng. Hạt bàng Côn Đảo thì có nhiều loại, hạt bàng khô bình thường hoặc là hạt bàng gạo đường đó, nó bọc đường bên ngoài. Rất nhiều loại luôn, có cả mắm hầu. Mắm hầu là có nguyên con hầu. Kiếm hạt bàng đi, có hạt bàng bọc đường. Bàng bọc đường bên này nè. Đây có hạt bàng rang gừng. Ô cái này lần trước anh ra không có, chắc là mới có về sau này. Hạt bàng rang sa tế. Cái này hạt bàng rang muối. Cái này bao nhiêu bịch ta? Bao nhiêu tiền một bịch? 70.000 một bịch. Loại nào cũng 70.000 hết hả? Cái này 80.000. Còn cái này là đang gừng 70.000, 80.000, 70.000. Cái này là nhiêu? 70.000 luôn. Hạt bàng rang dứa, bàng rang lạc nữa. Ủa rang dứa đó là cái gì? Lá dứa. Rang lá dứa. Thơm thơm. Thôi bây giờ lấy một cái hạt bàng rang gừng nè. Một cái rang sa tế đi cho nó lạ lạ. Cái rang muối rồi. Rang muối thử một cái luôn. Thôi lấy cái rang dứa cái thử đi. Dạ. Lọ nhỏ này 35.000 nè. Lọ lớn hơn là 50 hả cô? Nhưng mà nuôi nhỏ nhỏ này về tặng thì nó dễ hơn này. Thôi lên lấy thêm mấy lọ này đi. Lọ đây nè, cái này rang gừng nè. Cái rang gừng có vẻ ngon á. Lấy cái này cô đang rang luôn nè. Ừ, lát nó quay. Cái này là rang sa tế. Thôi lấy thêm hai cái rang sa tế nữa về làm quà. Rồi em cũng làm quà này sao em mua thêm nữa. Ừ thì em mua thêm thôi. Cái này của anh mua đúng không? Ừ cái này của anh thôi. Của anh hết luôn hả? Ừ không muốn xe bớt ra không? Rang dứa. Nãy chưa có rang dứa. Cái hộp này chưa có rang dứa đúng không? Mình lấy hai hộp rang dứa luôn đi. Vậy cái này hạt bàng mình thu hoạch ở đâu của chị? Trên đảo luôn hả chị? Hay là trên đảo luôn? Cái này thì là mình đang, tại sao cái này mình phải rang lên chị?
cho nó nóng hay sao, cho nó để nó cho nó chín cho nó giòn nó mới ngon. À chứ hạt này không ăn sống được. Ăn thì cũng được, sống thì nó không giòn. Dạ yeah.